Công ty trách nhiệm hữu hạn Vuncock Sài Gòn 2 cần tuyển gấp 1.000 lao động phổ thông. Mô tả công việc, sẽ trao đổi cụ thể với ứng viên khi phỏng vấn. Yêu cầu công việc, không phân biệt giới tính, có sức khỏe tốt, đang trong độ tuổi lao động, không yêu cầu trình độ, ưu tiên công nhân có tay nghề may, nếu không sẽ được đào tạo. Quyền lợi được hưởng, mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm, lương trách nhiệm, thưởng năng suất, thưởng chuyên cần, thưởng lễ, Tết, nghỉ mát, phụ cấp có tay nghề, phụ cấp cơm trưa, phụ cấp xăng xe. Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước. Đối với nữ công nhân có phụ cấp nuôi con nhỏ, thử việc 1 tháng và ký hợp đồng lao động, lương thưởng tháng 13, phép năm và các phúc lợi khác, tăng lương hàng năm và theo năng lực, được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp của công ty, được thường xuyên đào tạo kỹ năng mềm và kiến thức chuyên môn, môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến cao, được khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Yêu cầu hồ sơ: hai sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, một đơn xin việc có xác nhận của chính quyền địa phương, hai bản sao chứng minh nhân dân có công chứng, một giấy khám sức khỏe bản gốc không quá 3 tháng, 4 hình 34 hoặc 46, một giấy xác nhận hạnh kiểm, một bản sao hộ khẩu có công chứng, một tạm trú nếu có, một hồ sơ công chứng không quá 6 tháng. Thông tin chi tiết về công việc vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn cung cấp Sài Gòn 2, địa chỉ khu công nghiệp Sóng Thần 1, 2A đường 8, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Số điện thoại liên hệ 0274 3732 999, số máy lẻ 25. Ngày hết hạn nộp hồ sơ 23 tháng 6 năm 2018.